Từ từ. Ôi trời ơi. Trời đất. Ui. Nó quay kìa, nó quay kìa. Nó. Ui bên đây, bên đây. Hãy từ từ tắm về, tắm mượn cái nơm nhỉ. Ôi bắt đi. Hả? Vừa thì nó quậy xong. Gặp chim rồi. Ui. Ui. Tắm vừa sờ dính nó xong. Tắm vừa sờ xong. Sờ nhẹ thôi. Vừa quẫy ở đây này. Con nữa ngay đâu đây này. Bắt cá mà cầm vào mắt mày nó không đi mất. Chờ nhá. Vâng. Anh lên nha. Ừ. Bắt được con nào nữa không? Ui trời ơi. Được hai mẹ chim. Hả? À, đâu? Kia. Ui, đây, đây, cho mấy cái này. Kêu cái to. Anh nhắm nhắm. Im. Im im. Ây da. Đâu? Bến. Con cá. Đó. Thôi thôi im. Im để bắt cá. Im để bắt cá. Đây. Cái đây. Em mình chơi cái to làm gì? À, nặng lắm. Mà quần đục hết rồi, nhìn thế nào nói nữa. Anh cứ chọc rồi.
Cái gì đây? Ai biết được. Được rồi, tao bảo đưa cái nơm to cho tao không đưa. Đâu đây thôi, đâu đây thôi. Em cầm thôi. Không nghe. Chứ anh bảo là chắc là nóng. Có gì đó. Nó đi 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 chỉ chân đấy. Được rồi. Ui, được rồi. Đây này. Anh lấy đi, lấy đi. Ôi. Con thuyền nó chạy mà. Đâu đây một con đây này. Vừa rư chỉ chân thẳng. Nấu cắm lợn gì? Vì không phải phải trường chuyện chết. Ấy, không nướng cá à? Nướng đã. Thôi đúng là nướng gọi em cũng được. Thế thì mày nhịn là cái chắc kìa. Cái này hết thì nó chạy hết. Cái sang bên kia đi. Cái nào? Sang hố bên kia. Cái chỗ ao ấy. Đó, không nó hay rạch lên lắm. Nó không mà bắt đấy. Đó, đi. Đi. Mày cầm nướng to đi. Đâu lại nướng cơ. Cầm nướng to đi. Anh nhìn cầm. Cầm đi, tao cầm cái này rồi. Lười. Nặng lắm, anh không đỡ em không lên được đâu. Đưa đây. Đưa đây, cho tao cầm, cho tao. Đi đây. Lấy được không này? Gì đấy? Anh ơi! Điếu quá, nhói. Đấy ngày trước nó ngược lên nhiều lắm này. Đấy ngày trước nó ngược lên nhiều lắm. Nó vừa cạn, mấy cái hố này đầy. Tao lửa thì còn. Cái gì trong hố này có? Ừ. Tao thề mày nó vừa cạn. Nó vừa cạn nhau nên vừa cạn không thấy vạch kia à? Ủa chỗ đằng này nó có. Mày nhìn cái vạch nước kia kìa. Ừ. Vạch nước nó cạn nhưng ở đây nó kiểu gì nó chả đặng. Chỗ mà mò được mày biết. Vừa thấy một con gì nó quẩn quẩn ở đây. Con ui. 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 Cái gì đấy?
con cá to lắm. Ui đây đây. Ui. Ui. Ui trượt con gì to, kinh điển luôn. Ừ, tạo lửa cho con này. Cũng đây mà nó chạy đi đâu được nhỉ? Có cái gì đi đâu chăn sở thế đấy. Đâu ấy thì chân. Giỏi thật. Chăn sỏi mà. À, mất chứ. Giỏi nhỉ. Có mày chẳng gió. Gió cái gì mà gió. Mày biết cái gì mà gió. À, giỏi thật đấy. To lắm. Mày quắng nó sắc bùn đi. Có gì nó cũng nổi lên. Cô đừng. Đâu? Có vừa thấy cày tăm xong. Lui đây xong. À phét rồi. Vắng nhiều vào cho nó sạc bùn. Điều. Tao không thể điều mày. Ơ đi. Cái gì vậy? Đây. Thấy chưa? Tao bảo rồi mà. Bỏ ra. Ui em bắt được. Bắt được cái gì? Bỏ ra. Ui em bắt được hả? Bỏ ra. Nó dậy bây giờ. Em bắt được. Bỏ ra, bỏ ra. Ui. Chết à. Giả đây. Giả cái bà. Em bắt được mà. Ui. Đưa đây. Tỏ thế. Em bắt được. Từ từ. Mò xem con nào nữa không. Anh mời đi. Mày điên là bỏ ra. Nó dãy mày không giữ được nó đâu. Giữ được. Nó khỏe ơi. Con này khỏe em ấy. Của cái bùa ấy. Nó bỏ ra. Em bắt được mà. Ui. Đã bỏ ra. Đấy. Nào. Nào, mày không giữ được nó đâu. Giữ được. Không giữ được. Giữ được mày. Thôi ra. Hãy thử ra đây. Nào. Ui, tỏ lại chưa. Nhìn. Đi về đi. Về đi, về đi. Về đi, về đi. Móc mắt thần trưởng nữa. Ây, ây à. Đâu này. Con này nó xúc cua nó ngắt rồi. Điên à. Tao phóng mãi nó mới sạc hủ đấy. Nôm này nè. Nôm. Hả? Cầm lấy. Tao ăn cầm cá. Tao vẫn còn, em mò tiếp. Ở đấy mà mò nhá, tao về đây. Vẫn còn nha. Im. Đi về, mày có về không? Anh giả ơi. Giả cái gì, tao để trên bờ rồi. Mắt tao rồi. Ây. Có mắt tao rồi. Ui sót chim thôi. Thôi thôi thôi. Ây. Ây. Anh vào tai tao thôi thôi thôi. Thôi thôi. Ây ui vào đẩy tai thôi. Ui. Ây. Vào đẩy tai tao rồi. Im vào cả mắt tao rồi. Ui. Thôi 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 thôi, đi về về. Nè, ui dồi ôi bẩn đấy. Mày ủi. Nào. Mày sướng chưa? Thôi đi về, nhanh. Đây là thành quả của anh em mình. Mày có em đọc chuẩn. Rồi chia phần nhá này. Tao bị ôm con này rồi này. Tao lên lên con này tao đút. Để ăn chán cá to. Nói ừ. Tí tao đốt lên, tí lên lan nhá. Tao đi tắm đi lan. Không muốn nữa nhé. Ừ, không muốn nữa, tao đi tắm đã. Nào vui. Anh ăn gì đấy? Đốt cá đi ăn cơm. Đốt á. Thôi, đốt. Đốt. Ăn cơm thịt thôi. Cá ngon như. Ăn cơm mắm rồi. Cơm mắm ăn ra gì? Nó mổ con cá kia chưa? Mổ rồi. Chiều thịt. À,
Sau tao làm cho mày món món gì? Đặc sản con cá đấy. Lấy lại cái vảy. Em đi ăn đấy. Thế đi làm chẳng thì ăn thì làm gì? Không cho anh làm món cho chó đâu. Điên rồi, chó là chó. Anh nghe đốt mà chảy hết cây. Chảy làm chết cây. Chảy. Ừ. Cầm đi. Bên này nữa. Nhưng mà ăn ngon à? Ăn này ăn ngố à? Ấy, ấy để đấy tí nữa nó ủ là nó tự chín. Em đi vào nhà đây. Vậy hết cây rồi. Đây là sản phẩm bán cơm rồi. Em gì ạ? Tăng nước. 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 Ở dưới các bò ấy. Còn là bế ấy mà. Đó. Con này là to à? Ừ. Đánh cái rồi à? Ồ, vô được. Vô ấy. Anh sợ ngại gì em? Điền. 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 Vẫn ngon. Cả cái chồng thì sao mà không phải ăn tàu. Vậy đâu mà. Nói ra trước là cái đĩa để cho má lắm. Không có ấn tầm mà. Không có ấn tầm bảo. Mời tất cả mọi người nhá. Để mình hóa quả nên tàu. Bây giờ không nói nữa đâu. Mật là ngon nhất của cả lóc. Hương bảo là. Hương bảo là. Cái gì là. Ngon. Mấy cô ta có ngồi ăn nè. Mua đến mà đi ăn đã lỏi. Mà kiếm được này phải lên con đi thịt rồi. Ừ, chắc là con bỏ lắm. Con đi thịt, con đi thịt, con đi thịt, con đi thịt. 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 Con đi thịt.
Đúng rồi, con rất tình cá lắm. Ừ. Chị con em tình cá tốt. Đấy là trứng của con cá trôi. Chưa đang ngủ ăn rồi. Cá trôi này. Đấy, bố đưa cho ông ngủ cho bố cho chú ngủ nữa thôi. Bố mình tâm nó phải bố nó phải làm gì à, long bao luôn à, long bao ăn đấy, đấy, giờ này đang thịt nữa.